Thực ra là cái nhà này với cả cái đất bên cạnh thì nó cũng không liên quan. Đây là sang trao đổi với chú về cái việc. Tức là cái đất bên cạnh á, là ý định của cháu thì cháu lúc đầu thì cháu không có tiền, nhưng mà cháu chỉ mua đủ để cho gia đình thôi, để làm nhà các thứ thôi. Còn về sau thì không biết là nếu mà có đủ tiền cũng muốn mua để có cái chỗ để mà làm vườn, hoặc là em cái nhà mà không có vườn nó bí. Vâng, nếu mà làm được một cái vườn ở chỗ đấy thì nó quá tốt mà. Làm thế vườn, chú làm cái gì đó nuôi gà các thứ. Cân đối xem để lại cho em cô cái phần vườn ấy kia. Rồi, nếu mà thế thì ai thì không được, nhưng mà cô thì nhờ. Cô nhờ. Thế nếu mà được thì mình triển khai luôn. Không có chị ạ. Được thì cũng nhanh thôi mà, chứ này nói chung nhanh thôi. Bởi vì là đất này á, thực tế là tên một thể luôn chúng cô. Thực tế là không có sổ đỏ. Thực tế đất mọi người trên này không có, nhưng mà mình làm giấy là được đúng không? Tất cả là có giấy hết. Thực sự như chú mua ở đây là cũng không có sổ, không có sổ giấy tờ gì cả. Là đây này mình chỉ là nói chỉ bằng miệng thôi mà. Thế chỉ vâng, nhưng mà ký là có người làm chứng các thứ đầy đủ là được rồi. Trưởng thôn chứ, trưởng thôn chứ vào đúng không? Có thôn sau này nó ký vào. Con trước đây khoảng là 30 mấy, 33 khoảng kia thì bé hơn đúng không? Phải nó dài hơn, phải mấy cái dài hơn, nhưng mà ý là hôm nọ là chú nói là tổng ấy, thì bây giờ thì lấy hết thì thôi vẫn 33 thôi. Hôm nào mình mua thì bạn là bằng lại bằng ra đây thôi. Có giảm cho cháu cô mấy đồng không hả anh? Có thể bây giờ là cũng có thể có các cháu ở đây thì 30 đúng không? Giúp đỡ được. Không, thì có thể anh mua cho em cô mà. Đấy đúng rồi, chứ không phải là bọn em mua để dùng đâu. Giúp nhà chú thế, bây giờ chú cái nhà dồn nát như thế này, bây giờ đang bố thang như thế này. Và nếu mà nhà của chú nếu mà đỏ hoàn thì bây giờ là có thể giúp nhau một mảnh cũng được. Một mảnh đất cho nhỏ cũng được. Vâng, bây giờ là nó đang cố căn nhà này. Rồi cháu hiểu rồi, tức là bây giờ là chú mà chú đang nói ý là nếu mà chú có điều kiện thì chú cũng to cho luôn đúng không? Bây giờ chú khó khăn thì bây giờ là chú cũng giúp một ít thôi đúng không? Chú bán rẻ chứ không phải là cho đúng không? Thế là cũng được. Thì khoảng độ cái miếng kia khoảng độ 30 triệu đúng không? Thì lấy hết của chú rồi. Bà bây giờ miếng kia 34 triệu nữa. Miếng kia là 36 thì bây giờ là thiếu khoảng xây cái này nữa mà là thiếu tiền để xây cái này nữa. Thế là miếng này 33, miếng kia 33 thì em bảo là bớt 2 triệu thành 31 được không? 36 nó dài hơn mà. Đây là có dài nhưng mà nó đây là nhọn đít. Nhọn kìm này kìa. Nhọn đít ở bên trên tức đâu? Cái này ở nó trên không này. Nó không rộng mà bên này nó nhọn đít. Cái đất này ở trên kia nó sụp xuống, nếu mà sụp xuống hết cái số đất thì giúp chỗ đấy thì mấy triệu đó thì tỏi. Thế thì vừa được thành 50 mấy triệu. Thôi. Số hết lên trên kia, hết sang bên chỗ này, chỗ mà. Tức là mình mua ở đây đấy là mình mua cái chỗ đất sử dụng thôi, còn bây giờ mà anh chỉ xúc ra cái thuê máy và mất mấy triệu rồi là lại thành 50 triệu. Không, đấy mình chỉ cần vệ sinh lên cho lên một tí, nếu mình kệ được cái nhựa lên này là mình kệ. Thôi 31 triệu. Anh ạ. Không bây giờ là quá rẻ lắm rồi. Bây giờ là đang thiếu thì mới bán, còn nếu mà không thì bây giờ là còn 2-3 thằng con trai nữa này, sau này không biết tìm đất đâu để ở nữa. Này, đây còn 3 thằng con trai này. Đất thì hết sạch xanh ở chỗ này thôi, trước cửa này thôi. Đây là anh đi đây. Đây em đi. Tức là như này nhá. Cái chỗ đấy của anh là nó dài nhưng mà nó lại hẹp. Và đít lại nhọn. Đấy, bên đấy trước nó cũng là bên đấy nó chỉ hẹp như bên này á, mình dùng được ngay, mình không phải tác động nhiều. Bên này mà mình dùng á, mình phải thuê cẩu mất miết công kiếc là nó tính ra đắt hơn chỗ này. Đâu mà nó dài hơn có mấy đâu san, dài hơn bao nhiêu mét rồi đó, dài hơn 2 mét thì gọi là đáng kể gì. 3 mét. Đây là cái chỗ này là tính là cái diện tích sử dụng là nó bị mất cái đoạn này. Thì bây giờ là kè sát vào chỗ này thì nó cũng bằng nhau. Thì vỡ mồm tiền chứ còn gì nữa. Thôi rồi. Kè lại thành vỡ mồm. 20 triệu kè đấy. Kè cái gì cũng phải kè. Trước nếu mà sau này trước mình cứ
Đấy, thực ra là em là cũng là Mạnh Thường Quân anh ạ. Em là Mạnh Thường Quân và cũng có một cô là cũng rất thân với em, cô muốn là giúp đỡ em vô cô là cái khoảng này để trồng rau nuôi gà và không xây nhà gì cả mà làm đường trồn và nó cũng là thoáng cho chung cả một cái khu này, nó không bị bí mất. Thì vấn đề ở đây là mình múc lên nó sẽ tốn kém, thì em bảo anh là bên này 33, bên này thì nó cũng hơn một tí thôi, mình cứ tính 33 nhưng mà anh bớt thành 31 được không? Hả? À? Là anh nhất kia là anh đòi ra mấy nào? Nó lại chết, bán nhà là được tiền nó lại chết. Chết thẳng luôn. Hả? Chết thẳng luôn. Thế anh đòi ra mấy? Chết thẳng bao đây này, cái này trước nói thẳng với anh chó xăng là trước mà nó không phải là như thế. Bây giờ bán cái này cũng bán lỗ rồi. À, sao lại lỗ? Thì cái này là nó thành 64, 68. Lỗ rằng 68 không chưa. Còn công kép nuôi cái thứ còn chưa tính vào này. À, 68 là... Đúng, chỉ sẽ là 68 không thành. Thế bây giờ anh lấy chỗ này bao nhiêu? Lấy thì này cứ 36. 36 cộng 33 là 69 đấy. Đấy, hơn nhau một tí thế nào cũng được. Thế thì chả hơn luôn là trước chú nào. Hơn chỉ hơn 1 triệu nhưng mà 12 công này sẽ là nuôi cái này. Thôi anh bớt anh còn tính thêm nữa thì chết. Ba thợ có mỗi ngày là ba thợ. Anh có hàng gì không hết nữa. Có hàng về mấy em cô, anh có hàng gì không? Có họ hàng mà lại đi không tính bớt đi, còn tính thêm 1 triệu nữa chị. Hàng cô không có mà. Chú là họ hàng gì đấy? À, đây là của con của thằng cháu rẻ mình. Tóm lại là có họ hàng. Vâng, đấy mình là... không giúp được nhiều thì mình giúp ít anh ạ. Nhưng mình tăng thì em thấy không đồng ý đâu. Thật ra giúp ở đây là quá là giúp nhiều. À, giúp như thế, giúp thì mình phải bớt đi, giúp mình đấy chẳng là đấy chỉ giúp là... giúp mình tăng đi. Đấy chỉ là nó dễ quá. Đấy chỉ là vốn luôn đấy. Chưa nhưng mà đây vốn anh bỏ 68 bây giờ anh bỏ thành 69 rồi. 69 thì có mấy cái cháu như thế này, cái cháu 1 triệu thì có đáng gì đâu. Đáng lẽ như bây giờ ra đây thì sao lại không đáng? Thế à, chú hoàn cảnh cái nhà bây giờ này nhìn thế này, có thể các chú các cháu phải giúp nhau chú một tí keo này gì nào đó thì mới phải chứ. Ôi trời, bà ở nhà chú là có vợ con đàng hoàng, xe pháo, nhà cửa điện nước đầy đủ. Có một con xe mấy chục nàng chưa thai chưa đổi. À, để cháu xem sau này mà cháu khá giúp chú con ô tô được không? Rồi. Thế là đẹp chưa? Nếu mà chú cháu giúp được chú một con ô tô thì nói thật ra xong hôi chưa cháu bằng cha cả đời luôn. Trời. Trời. Không bao giờ nào đừng bỏ. Thôi cháu đùa đấy. Thôi nói thật là thực ra là bác chú như này, thứ nhất anh là cháu trẻ nhỉ. Anh như này. Vâng. Đây là cũng họ hàng nhà mình đúng không? Vâng. Thì mình cho đây em là người ngoài, em không nói là cho. Vâng. Nhưng mà mình có sẵn đây gọi là ngày xưa thì mình cũng xí cho bà đúng không? Thì bây giờ anh bớt cho cháu nó một tí. Và đây là đất của cháu anh chứ không phải đất của em nhé. Vâng. Em là mua hộ đồng chí này thôi, bởi vì là bạn nó đang ú ớ không biết gì. Vâng. Mình chỉ đại diện thôi. Này. Chứ không phải em mua để em dùng, anh bắt đầu anh tính lãi và này. Là nguy hiểm quá. Đấy mình nhìn thấy mình đừng rất, mình nhìn thấy mình cũng rất thương. Riêng chú là chú không phải là sống tại đây lâu đời đây là chú là từ ở dưới mái ở rất ba tầng ở dưới kia mới chuyển lên đây mua đất, rất tầng chuyển lên đây mua đất ở trước kia. Vâng, mua đây là đất nền này bao nhiêu là bao nhiêu thôi, còn một mảnh nương giấy nào còn chưa có này. Bây giờ này làm cái chuồng lợn như ông nó bảo. Thì có lẽ là cái cách trao đổi của cháu là ở dưới xuôi là nó không được dễ lắm. Em trao đổi đi, 31 triệu đấy. thực ra ở dưới triệu. Xuôi ở vùng cao cũng hơi khó một chút. Đấy, nhưng bây giờ là nó cũng rất khó là thật. Nhưng mà thôi, 31 triệu thì chốt. 31 triệu nhá. Đấy là không, 36 là quá rẻ luôn. Không thì lại cho em cô lên núi rồi trồng cây trên núi được. Vâng. Được. Hợp lý không?
như nào? Mình lên mình múc cái chỗ này ra thành cái vườn cho em, mình leo lên em trồng toàn còn sang cái không vườn thì đất đấy, đây là đất đất rừng ấy, để ở trên đất rừng người ta không cho mình riêng đi trà một cành quẩy khô như thế này cũng không được, riêng nương người ta là không không lấy được một cành cành quẩy khô nào. Bây giờ là sai đường phòng hộ. Nói đi anh em mình nói với tôi. Này không có nương à, mình lên trên kia được mà hồng một cành khô gì 31 triệu thôi anh. Trong đấy là có cả tình cảm, lãi tình cảm anh ạ. Mình cho đi là được nhận lại. Nếu mà cháu lên đây thì có thể chú cũng cho được với một nửa gì cũng được. Nhưng mà bây giờ là đã cho được một nửa thế này cho cô rồi. À đâu cho đâu, bán một nửa cho đâu anh. Thật ra bây giờ này cháu đi mua cái chỗ đất này, đi mua ở dưới này là sao mà bán thế này được à, chỗ này nó cụt luôn đâu. Chỗ này đây mà đây là đường cụt mà. Đây không không có trung tâm gì. Đường ôi rồi dân đây có cả cái ngõ này có 6 người. Số buôn bán cái gì ở đây? Sau này dần chứ còn bây giờ. Sau này thì sau này rồi sau này tí. Sau này người ta xuống Hà Nội ở, người ta ở đi chỗ này. Còn sau này mình lên đây là lấy đâu mà nền mà nền nhà mà sống nữa. Còn bây giờ là mình lấy cái nền này còn sau này. Đây còn cái đất đây là của anh luôn hả? Không đâu. Em bây giờ là chỗ này màu vàng cũng không được. Chỗ này là của anh hay phải không? Còn không đất chủ bảo là cái đất chủ này xa lắm. Anh đi bánh xe này đâu đâu mà anh họ lại bảo đấy mình phải như thế là nó ra đưa máy về cạo đi phải mấy thợ hôm qua hôm kia nó ra đây qua này nó nói chuyện với thợ là xem nó có gì thôi. Thôi chốt như này nhá mọi người, là cháu cùng với em San thì cháu bây giờ là chịu rồi. Thì bây giờ San xem đàm phán với cả anh ấy. Thì thứ nhất là anh ấy là người nhà, đúng không? Thứ hai là cũng gần nhau. Thì nói sao để anh hiểu, anh ấy lấy khoảng 31 triệu thôi. Thế còn số tiền còn lại thì từ về nhà rồi suy nghĩ nhá. Vâng. Số tiền còn lại thì mình sẽ là kè để mình xây ấy, để cho giữ đất thôi. Đó. Để mình giữ cái đất của mình. Thôi bây giờ cũng trời tối luôn rồi. Giờ anh em mình đi thôi. Tôi định đi mà lại cứ nhiều việc quá phải cố giải quyết cho nó xong. Thôi nhanh vào đây. Thế. Thôi, giờ em phải đi công việc. Thế anh lên em đi cùng với bạn là cho bạn có bạn nói chuyện. Có 5 anh em à? 4 thôi. 4 rồi, ok. Vâng. Anh lên xe trước nhé. Vâng. Gặp nhau ở chỗ sinh hồ nhé. Vâng. Không có mà.